Hello anh em, xin chào tất cả anh em trên cộng đồng YouTube ha, đang theo dõi và xem kênh mua bán máy cưa của mình. Lại là mình đây. Hôm nay mình có một cái em gọi là cũng thất truyền lâu rồi ha. Em này có tên gọi là Xtin MS381, được sản xuất vào năm 2015, ta gọi là đời 2015. Tình trạng của con máy này là nó full rin, tay cầm là rin, áo nhựa rin, nòng bạc bích tông là rin, dên cũng rin luôn, nắp ốp rin, mà có cái tay giật là đã bị đứt rồi, thay thế cái tay giật lô vô rồi ha, chỉ có cái này thôi. Cái phanh xích là còn để, mà cái khóa xích trong này là tháo mất tiêu rồi ha. Cái nào mình thấy là mình báo rõ anh em này, cưa anh em này tháo bỏ cái phanh xích rồi, còn cái thắng này còn để. Bô bọng rồi là còn nguyên rin ha, chưa đục đẽo gì luôn nha. Đó, mặt tiền là đẹp luôn ha, mặt tiền còn trắng bách luôn, đầu lòng là rin luôn đó, ốc rồi chưa đụng tới ha, tán lam rồi là rin luôn, ốp lam cũng rin, cộng xăng còn nguyên si chưa bể vỡ ha. Đó, rõ ràng có mắc cái đầu nấm dặn tay ngay đây, mất tiêu rồi, rớt mất rồi, lọc gió rồi còn nguyên si. Đời này xài lọc gió lưới anh em, cành xăng con là còn nguyên rin ha, công tắc đồ ngon lành, cành đào, thùng xăng thì nó có bị mẻ đây một chút xíu nha, rồi người ta lấy kẽm ta xử lý lại, lấy kẽm xử lý cột lại, cũng không quan trọng gì phần này, còn bình xăng là không có bể vỡ nước nẻ gì nha, chỉ cột ngay đây một cái thôi, tay cầm là rin còn đó, bơm nhớt đồ mình test rồi, bơm nhớt bình thường đó, lòng bạc bích tông là ok, rin nào rin mình báo rin, còn nó có cái gì thay thế là mình báo thay thế ha, vậy cho nó minh bạch rõ ràng. Hơi hám là còn ok, bực bực nó ok. Con này là nói chung là đi khai thác là ok ha, nhưng mà ngoại hình nó có phai mờ theo năm tháng, nó không xuất sắc như mấy con kỳ trước mình đăng lên, có sao mình báo vậy. Con này thì mình cũng bán giá thanh lý luôn ha, anh em nào yêu kết nối đam mê với mình, số điện thoại mình để dưới phần mô tả ha. Giờ mình đi vào thực tế test cho anh em nghe tiếng nổ luôn nha. Trời ơi, má tay còn là chè ha, giảm tì đếm được từng tiếng luôn á, giảm tì nhỏ. Rồi mình thanh lý cái đầu máy này luôn, 5,5 chai, đặc biệt nhận chuyển khoản không ship COD,
Anh em nào yêu thì liên hệ với mình, số điện thoại mình để dưới phần mô tả. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn anh em vào clip sau. Thank you very much. Đây là 381 nha anh em. Green chính hãng luôn. Rồi, tạm biệt tất cả anh em.